Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án xây dựng, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng diễn ra rầm rộ. Nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vi phạm về tải trọng và kích thước, rơi vãi, lôi kéo bùn đất ra đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai lực lượng phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xử lý triệt để đối với hành vi vi phạm về trọng tải và kích thước thùng, thành thùng trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Đối với các địa bàn có diễn biến phức tạp về tình trạng san lấp thực hiện các dự án, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương sẽ phối hợp với thanh tra giao thông, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm về kích thước, tải trọng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính nhiều lái xe điều khiển phương tiện vi phạm tải trọng. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 8 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông và số người chết không tăng không giảm, số người bị thương giảm 1 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do vượt quá tốc độ, một vụ do lưu thông không đúng phần đường, một vụ do lưu thông ngược chiều, một vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 2 vụ do không nhường đường, một vụ do lùi xe, 3 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.248 trường hợp, trong đó có 396 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 841 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 640 triệu đồng, tạm giữ 164 xe mô tô và ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 76 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.